Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tin nhanh của Tiên Phong TV. Và như thường lệ sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình. Bộ Y tế xem xét cho học sinh mầm non tiểu học nghỉ nếu không khí ở mức nguy hại 3 ngày liên tục. Coi chừng điều chứng từ làm đẹp cấp tốc. Vận động viên tiếp tục tố vùng tối ở nơi rèn luyện tuyển thủ quốc gia để mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin trong nước đáng chú ý được chúng tôi cập nhật. Cục quản lý môi trường y tế dẫn thông tin của tổ chức y tế thế giới về who cho biết ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp cấp, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, hen xuyễn, bệnh tim mạch, đột quỵ và ung thư. Ngoài ra tiếp xúc với chất ô nhiễm trong không khí có thể gây tổn thương da, các bệnh về mắt, tác động đến hệ thần kinh, hệ miễn dịch. Cục Quản lý Môi trường Y tế khuyến cáo có thể xem xét cho học sinh tiểu học mầm non nghỉ nếu chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hại trong thời gian 3 ngày liên tục. Nếu bắt buộc đi học, cần tránh các hoạt động ngoài trời hoặc điều chỉnh thời gian học phù hợp. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, ngụ quận 7, về tội gây dối trật tự công cộng. Trần Xuân Đông, 36 tuổi, ngụ quận 4, bị truy tố cùng tội danh trên và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo cáo buộc, Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông được áp dụng một số tình tiết giảm nhẹ. Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Theo quy định tại điểm S khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Bên cạnh đó, Ngọc Trinh và đồng phạm bị áp dụng tình tiết tăng nặng là phạm tội từ hai lần trở lên. Sau khi bị khởi tố cho tới nay, Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông bị tạm giam tại trại giam Chí Hòa, Công an thành phố Hồ Chí Minh. Vụ án đang được tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thụ lý và sẽ được tòa mở phiên xét xử sơ thẩm trong thời gian tới đây. Sáng ngày 17 tháng 1, ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Ủy ừ ban nhân dân huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa cho biết, công an huyện này đã vào cuộc điều tra làm rõ thông tin hai trẻ nhỏ nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn xã Xuân Sinh. Khi nào có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm sẽ tiến hành các bước tiếp theo theo ông Hải, hai bệnh nhi Cao Văn Thờ sinh năm 2014 và Đỗ Trọng C sinh năm 2018, chú xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân đang được theo dõi điều trị tích cực tại bệnh viện Nhi Thành Hóa. Sau đây là phần tin tiêu điểm của bản tin. Giáp tết Nguyên Đán là thời điểm nhu cầu làm đẹp của các chị em tăng đột biến. Trên các trang mạng xã hội xuất hiện hàng loạt quảng cáo thẩm mỹ viện, spa làm đẹp cấp tốc. Trong khi đó, các bệnh viện lớn tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị biến chứng nặng do làm đẹp tại các cơ sở không an toàn. Mới đây nhất, một bệnh nhân sau khi tiêm filler ở một cơ sở thẩm mỹ chỉ có chức năng cắt tóc gội đầu đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng về mắt. Một chuyên gia gia liễu thẩm mỹ cho hay, tiêm filler nhìn qua có vẻ đơn giản nên rất nhiều nhân viên cơ sở spa không được đào tạo cơ bản vẫn tiêm cho khách. Cứ lõm đâu tiêm đó. Hệ quả, nhiều biến chứng đã xảy ra trong thời gian qua như mù mắt, hoại tử mũi, da. Tắc mạch mắt là biến chứng nặng nề và tăng khốc của tiêm filler. Ngoài việc gây mù mắt hoặc giảm thị lực, còn đe dọa tắc tiếp động mạch não gây nguy hiểm tính mạng hoặc tắc các động mạch nuôi da, cơ thần kinh quanh ổ mắt dẫn đến hoại tử toàn bộ ổ mắt, phải khuét bỏ nhãn cầu. Bác sĩ tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Gia Liễu Trung Mương nói ở một số quốc gia chế tài xử phạt rất mạnh, ví dụ khi vi phạm một lần, người thực hiện có thể bị thu hồi chứng chỉ vĩnh viễn. Tuy nhiên ở Việt Nam vẫn còn tình trạng phạt cho tồn tại nên chưa đủ sức sàn đe. Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin quốc tế thể thao đáng chú ý được chúng tôi cập nhật. Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói rằng nếu ứng cử viên dẫn đầu Đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay, đó sẽ là một bước lùi khiến cuộc sống của người dân Canada trở nên khó khăn hơn. Ông Trudeau có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với ông Trump trong nhiệm kỳ 4 năm đầu tiên ở Nhà Trắng. Năm 2018, ông Trump nói ông Trudeau yếu đuối và không trung thực. Canada xuất khẩu 75% hàng hóa và dịch vụ sang Mỹ, vì thế rơi vào tình trạng đặc biệt dễ bị tổn thương trước bất kỳ sự thay đổi nào của Washington theo hướng bảo hộ. Theo đoạn video được tờ Telegraph xích dẫn, một máy bay cứu hỏa Chile khi làm nhiệm vụ ở tầm thấp đã va phải cột điện nằm dọc tuyến đường số 5 gần thủ phủ Tanka của tỉnh Maule. Vụ va chạm khiến phần cánh phải vỡ vụn và máy bay nhanh chóng bắt lửa trước khi lao xuống đất cháy dữ dội. Theo truyền thông Chile, viên phi công điều khiển máy bay trên tên là Fernando Solan Roberts, 58 tuổi, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn giữa lúc tham gia công tác cứu hỏa ở khu vực giáp tuyến đường số 5. Có khả năng ông Roberts trong lúc điều khiển máy bay tầm thấp đã không chú ý tới đường xe điện gần đó, dẫn đến vụ tai nạn. Hai vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Như Phương và Lâm Như Quỳnh tiếp tục đưa ra những dẫn chứng về việc họ cùng các huấn luyện viên không tập luyện nhưng vẫn hưởng chế độ nhà nước trong suốt 3 năm. Theo lời của các vận động viên trao đổi với phóng viên dân trí, nếu xin tập thêm vào ngày thường thì vận động viên sẽ được hưởng chế độ tiền ăn và tập luyện 270.000 đồng mỗi ngày. Đối với vận động viên, và 375.000 đồng mỗi ngày đối với huấn luyện viên. Nhưng phần lớn họ sẽ xin vào ngày chủ nhật vì theo quy định, vận động viên và huấn luyện viên sẽ được hưởng nhân đôi dành cho chế độ tập ngoài giờ. Điều đáng nói ở chỗ, họ làm đơn xin tập ngoài giờ và xin được hưởng chế độ của nhà nước. Còn trên thực tế là vận động viên và huấn luyện viên hầu như không có tập như đề nghị. Hậu vệ cánh gốc Hà Lan Sainer đã đến Qatar để hội quân cùng tuyển Indonesia và sẵn sàng đối với tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023. Sainer nằm trong đội hình Indonesia đến thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện trước Asian Cup 2023. Tuy nhiên, hậu vệ cánh 25 tuổi này chỉ tham gia tập luyện khoảng một tuần cùng đội bóng của huấn luyện viên Sinteyang trước khi trở về Hà Lan chăm mẹ ốm. Senapati Nama là một trong những cầu thủ nhập tịch đẳng cấp cao nhất của Indonesia hiện tại. Trong ba mùa giải gần nhất, hậu vệ này là trụ cột của câu lạc bộ Viking ở giải vô địch quốc gia Na Uy. Nội dung chính của chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.